Ngay sau bão số 10, ngư dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã trúng đậm các mẻ cá cơm búng. Hàng tấn cá đã được đánh bắt, nhiều thuyền thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Đây là niềm an ủi của bà con sau khi phải chịu thiệt hại từ cơn bão lớn. Tại xã Thạch Kim và vùng phụ cận thuộc huyện Lộc Hà, đã có nhiều tàu thuyền ra khơi đánh bắt được cá cơm búng cặp bờ. Đây là hoạt động đánh bắt sau bão theo kinh nghiệm. Trước động sâu lặng của biển thì luôn có nhiều tôm cá theo thống kê chỉ vài ngày sau bão ngư dân thạch kim đã thu hoạch được hàng tấn cá cơm búng nhiều hộ đã thu nhập tiền triệu sau mỗi chuyến biển tất cả cá cập bờ đều được tiểu thương thu mua tại chỗ để đem đi tiêu thụ hoặc đem về phơi nắng đóng bao bán cá khô